Vâng, mến chào quý bà con đến với video mới nhất của Heo Rừng Lai Xuyến Nghệ nha. Thì hôm nay làm video chia sẻ với anh em mình về cái quan điểm là thế nào là cái lòng xe điếu đấy. Nhiều anh chị thì cho nó nằm ở khúc trên đấy, cho là nó nằm ở khúc trên, còn cũng nhiều anh chị cho là nó nằm ở khúc dưới, thế còn có người đã bảo nó phải ở giữa đấy. Thế có ông thì nghe bảo giữa, bảo xoay sai giữa phải là phèo, không phải là nòng được đấy, mà gọi là nòng xe điếu thì khó hiểu, không biết nó nằm ở cái khúc nào. Đấy. Xong rồi còn có người này có cái quan điểm này, con heo nó còi thì nó mới có lòng xe điếu, nó đẹp nuôi mãi không lớn ấy, nó bệnh bệnh về đường ruột ấy, thì mới có lòng xe điếu, lúc đấy cái thành đường ruột nó dày hơn, đấy, ăn nó giòn hơn đấy, thì gọi là lòng xe điếu, chứ còn lại bình thường con heo khỏe mạnh nó không có, thế nó mới đau lòng chứ. Sao về heo khỏe không có mà heo bệnh nó mới có? Thế hóa ra mua được con heo còi heo bệnh thì hóa ra ăn cả bộ lòng nó là lòng xe điếu hết à. Đấy, không hiểu thế nào là đúng thế nào là sai ra, mình cũng chả biết thế nào là đúng thế nào là sai đấy, nó thật đấy. Nhưng mà quan điểm riêng của mình về lòng xe điếu nha các bạn, thì nó là không phải là một khúc nào trong bộ lòng hết, mà nó gồm những hai khúc lận ha. Hai khúc, khúc thứ nhất là khúc từ dạ dày lối xuống ruột non, từ cái bao tử nó xuống ruột non, nó là một đường thẳng, nó nối từ bao tử xuống ruột non, khi đến bộ phận chính của ruột non nó sẽ đi theo hình zigzag 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 để nó nằm cuộn gọn lại ha. Và hết cái zigzag zigzag này nó sẽ đến một đoạn nữa cũng vẫn là lòng xe điếu, nó là cái đoạn hết của ruột non nối xuống ruột già đó. Thì cái đoạn lối giữa bao tử xuống ruột non và lối ở ruột non xuống ruột già nó có cái đặc điểm rất là giống nhau ở cái chỗ là nó đều dày về cái thành, và nhìn về gọi là mình nhìn nó nhé, nhìn theo nhãn quan đấy nhé, là nó đều lớn hơn đấy, nó đều lớn hơn về kích thước so với lại cái phân khúc ở giữa. Phân khúc ở giữa là dài thuần thuật vậy đó, nhưng mà nó nhỏ. Thế còn hai cái đầu lối này nó lớn hơn và nó dày hơn thì ăn nó ngon hơn. Đó, nó được ví với cái xe điếu là bởi vì là hai đoạn này nó là hai đoạn thẳng. Nó nối một đoạn thì nối vào cái bao tử là nó to giống như cái điếu bát. Đó. Và cái tự nhiên có đường thẳng chọc vào thì giống như là cái xe điếu nó chọc vào cái điếu bát, người ta ví. Và cái đoạn bên dưới ấy, nó nối vào cái khúc ruột già thì cái điểm đầu tiên của ruột già nó cũng phình nó to ra. Điểm đầu tiên của ruột già là điểm phình to. Đó. Xong rồi nó mới bóp dần nó nhỏ dần lại để nó đẩy cái thức ăn coi như đi thải ra ngoài. Còn điểm đầu tiên phình rất to. Đó, khi nó nối vào cái điểm phình to đấy thì cũng giống như là một cái điếu. Một đường thẳng nối vào cái điểm phình to đấy, giống như cái điếu nữa, à, xe điếu nó chọc vào cái bát. Ở ngoài Bắc hay hút điếu bát, đó, hay hút thuốc Lào bằng điếu bát. Thì hai đoạn này là hai đoạn thẳng. Nó giống như là xe điếu thì người ta gọi nó là lòng xe điếu, mặc dù nó nằm trên bộ lòng non đó, thì là hai đoạn đấy, gồm hai đoạn đấy đều được gọi là lòng xe điếu, ăn nó rất là ngon, thành nó rất là dày, có ke sạch đến coi cho cả nước rửa lấy ke tuốt tuột tuột ra rồi tí luộc lên nó vẫn săn lại, cái ruột là đặc sạch trong, ăn rất là sướng, gọi là lòng xe điếu nhá. Đấy là quan điểm riêng của mình, còn lại những cái nhận định khác đúng hay sai mình không cần biết, bởi vì là chả có cái sách vở nào người ta ghi lại là lòng xe điếu là phải là khúc nào cả, thế nên là các bác cứ tha hồ mà gọi là muốn nói gì thì nói, tha hồ mà tranh luận. Đấy là quan điểm của mình thì mình chia sẻ luôn nhá, anh chị em mình xem để gọi là giao lưu giải trí. Thế còn anh em nào mà có cái quan điểm khác thì cho mình xin cái bình luận nhá. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video sau. Anh chị em nào xem video mà thấy hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhá. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.